chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 30 tháng 7 của Báo Hà Tĩnh. Mở đầu bản tin, như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, chiều tối và đêm mưa giảm dần, gió nhẹ. Nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ C. Riêng các khu vực vùng núi cao như Pha Đin Điện Biên, Sapa Lào Cai, Sìn Hồ Lai Châu, nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng vùng đồng bằng và trung du có nơi mưa rất to và dông, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C. Riêng khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ thấp nhất dưới 24 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, vùng ven biển phía Nam giật cấp 5, cấp 6. Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ C. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao hơn, dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng. Phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam từ Phú Yên đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ C. Riêng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 22 độ C. Còn với khu vực Nam Bộ, ngày giảm mây, đôi lúc có nắng, chiều và đêm trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 32 độ C. Dự báo, trong hôm nay và ngày mai 31 tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn thời đoạn ngắn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, khu vực đô thị. Từ đêm 31 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng trời nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày có nơi nắng yếu, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, ven biển phía Nam cấp 3, cấp 4, giật cấp 5, cấp 6. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình từ 75 đến 82%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, ngày có lúc nắng yếu, gió nhẹ. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 27 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình từ 76 đến 80%. Ở phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 30 tháng 7.
Mới đây, Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc thông báo, vụ lở đất xảy ra sáng 28 tháng 7 tại khu du lịch gần thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam ở miền Trung nước này đã chôn vùi một phần nhà khách và khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Xinhua cho biết, trận lở đất xảy ra sau khi khu vực này hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng từ bão Gaemi. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Tờ Beijing News cho biết, khu vực xảy ra lở đất nằm gần khu di tích Hành Sơn, một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất tại Trung Quốc và thu hút nhiều du khách vào mùa hè nhờ khí hậu dễ chịu. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, bị bùn đất chôn vùi khi đang dùng bữa sáng ở căng tin. Giới chức địa phương cho biết, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận những điểm bị vùi lấp nghiêm trọng. Hình ảnh hiện trường cho thấy bùn đất đã kéo gãy cây cối và phá hủy nhiều căn nhà nằm ở chân đồi. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA, khu vực phía nam tỉnh Hồ Nam hứng chịu mưa lớn do tác động từ bão Gaemi đổ bộ vào Trung Quốc vào hôm 25 tháng 7 và đã suy yếu trong những ngày qua. Dù bão Gaemi không còn gây ra dông lốc, nhiều vùng tại Trung Quốc vẫn duy trì cảnh báo lũ lụt do những ngày mưa lớn vừa qua. Vào sáng 28 tháng 7, Đài khí tượng Hồ Nam đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn trên toàn tỉnh. Một số thành phố ghi nhận lượng mưa 100mm trong một ngày qua, dẫn đến lo ngại lũ quét. Hồi giữa tuần này, Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đã ra chỉ thị với cán bộ cả nước phải luôn cảnh giác và chủ động trong công tác ứng phó lũ lụt. Chỉ thị nhấn mạnh các quan chức cần làm mọi cách để ngăn nước lũ tràn bờ ở các dòng sông lớn và sự cố vỡ đập ở các hồ chứa quan trọng. Ngày 28 tháng 7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu đã phát đi thông báo có 21 trận động đất xảy ra trong ngày 28 tháng 7 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Từ 0 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, huyện Con Plong đã ghi nhận 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 5,0 độ Richter. Trận động đất có độ lớn 5,0 xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây, tọa độ 14,827 độ Vĩ Bắc, 108,245 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Trận động đất lớn này đã gây ra rung lắc mạnh tại nhiều tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Vùng tâm chấn huyện Con Plong đã ghi nhận nhiều công trình trường học, trụ sở trạm y tế bị rạn nứt, tài sản của người dân bị rơi vỡ. Từ 20 giờ 30 đến 24 giờ ngày 28 tháng 7, huyện Con Plong tiếp tục ghi nhận thêm 8 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,2 độ. Anh AK ở làng Vira Nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Plong nói: người dân nằm ngủ đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ. Lâu lâu tôi còn nghe những tiếng nổ phát ra từ trong lòng đất. Dù vùng đất này liên tiếp chịu ảnh hưởng của động đất, nhưng lần này tần suất, rung lắc và số lượng nhiều khiến người dân hoang mang hơn. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, huyện Con Plong đã ghi nhận khoảng 150 trận động đất. Trong đó, những trận động đất có độ lớn hơn 4,0 độ gây rung chấn diện rộng. Trận động đất lớn trước đó được ghi nhận vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 với 4,7 độ. Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn nắm bắt tình hình để kịp thời ứng phó, khắc phục khi thiệt hại xảy ra. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã động viên người dân ổn định tư tưởng sau các trận động đất xảy ra. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai đang phối hợp với các xã rà soát thiệt hại của bà con và công trình công cộng. Bước đầu ghi nhận điểm trường trung học cơ sở, trạm y tế ở xã Đắc Rinh có rạn nứt nhẹ. Đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Con Plong thông tin, trận động đất 5 độ đã gây rung lắc và hoang mang cho người dân trên địa bàn. Kinh nghiệm từ các trận động đất trước đó, huyện đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn giả định để người dân phòng chống động đất. Đến thời điểm hiện nay, huyện chưa ghi nhận thêm thiệt hại gì sau hàng loạt trận động đất. Trong sáng ngày 29 tháng 7 đã ghi nhận 11 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,2 độ. Trận động đất thứ 11 trong ngày 29 tháng 7 xảy ra lúc 7 giờ 08 phút, có độ lớn 2,6 độ Richter, có vị trí tọa độ 14,805 độ Vĩ Bắc, 108,279 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo các chuyên gia, động đất xảy ra tại huyện Con Plong là động đất kích thích. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hoạt động tích, xả nước của các thủy điện trên địa bàn làm thay đổi trường ứng suất trong khu vực, dẫn đến động đất xảy ra liên tục trong thời gian qua. Để ứng phó với động đất,
tỉnh Kon Tum yêu cầu các nhà máy thủy điện xây dựng 8 trạm quan trắc động đất, truyền thông tin liên lạc, cảnh báo sớm các dấu hiệu động đất cường độ lớn. Ngoài ra, tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các nhà máy thủy điện chủ động triển khai phương án ứng phó sự cố bất thường xảy ra, nhất là sự cố về động đất, dư chấn động đất.